Vâng, xin kính chào các anh chị em. Hy vọng rằng sẽ trao đổi được với nhau một đôi điều hữu ích cho ngày hôm nay. Tiêu đề mà chúng ta muốn trao đổi với nhau ngày hôm nay nó liên quan đến hai chữ thời cuộc. Thời cuộc và cơ hội, cũng như là trách nhiệm và những đòi hỏi về một sự hy sinh nào đó trong chúng ta. Tôi nghĩ rằng live stream này ngày hôm nay đó, âm thanh nó sẽ không có được tốt lắm. Tại vì tôi không có ngày hôm nay là một số những cái, tôi có cái túi để một số những cái micro đó thì nó bị rớt xuống dưới một cái hồ, cho nên là nó bị ướt. Hy vọng rằng những ngày sau đó thì nó sẽ khô và có thể sử dụng micro được. Còn bây giờ thì là chúng ta sử dụng gọi là cái âm thanh của máy thôi. Hy vọng rằng anh chị em nghe được. Vâng, thưa các anh chị em, thời cuộc. Tôi nghĩ rằng chúng ta đang hết sức cần thiết nhận diện để có những cái chiều kích nhận diện về vấn đề thời cuộc. Vấn đề thời cuộc không phải là chỉ có liên quan đến Việt Nam của chúng ta mà thôi. Ở Việt Nam của chúng ta nó có ba cái sự kiện vừa mới xảy ra và còn đang tiếp diễn xảy ra. Đó là câu chuyện của ông Nguyễn Phú Trọng, ông ấy nằm xuống vào một cái đám tang hết sức là hoành tráng, và tiếp theo đó là một cái sự kiện gọi là rồng hai đầu, năm Thìn có rồng hai đầu. Đó là ông Tô Lâm gọi là được bầu bán để trở thành người vừa là vua, tức là vừa là chủ tịch nước, mà vừa là tể tướng, tức là vừa là chủ tịch nước, vừa là tổng bí thư đảng. Trên thế giới này còn rất nhiều, còn rất ít những cái quốc gia là gọi là bị lệ thuộc vào một đảng phái, tức là đảng đứng trên tổ quốc, đảng đứng trên quốc gia. Và cái ông tổng bí thư của một đảng thì là quan trọng hơn cái ông gọi là president, tức là ông chủ tịch nước, ông tổng thống. Nó chỉ còn một vài quốc gia, một hai ba quốc gia mà thôi. Và cái mô hình gọi là mô hình chủ tịch nước, rồi là tổng bí thư, rồi là thủ tướng đó, nó đã bị người ta đã nhận ra nó là sự què cụt. Và Việt Nam ngày hôm nay, tức là từ cái thời mà ông Nguyễn Phú Trọng sắp chết cho tới ngày hôm nay liên quan đến ông Tô Lâm đó, thì là cái chuyện một đít hai ghế nó sao gần như nó sao y bản chính, nó sao rập khuôn với cái mô hình chính trị gọi là cộng sản của đất nước Trung Hoa ngày hôm nay. Đối với tôi đó, tôi đang nhìn cái câu chuyện của gọi là communist, tức là cộng sản Nga đã cáo chung. Và cái sự cáo chung sắp tới đó, nó sẽ là cáo chung của gọi là thể chế cộng sản tại Trung Hoa. Cái trình tự cáo chung, cái thời điểm cáo chung, tôi nghĩ là 2 năm nữa thôi là sẽ giải quyết xong ở Trung Hoa. Những cái thông tin và những cái phán đoán của tôi về cái chuyện gọi là cái mô hình chính trị đó, nó sẽ giải quyết, nó được giải quyết để nó không còn gọi là giả dối nữa. Tức là cái vai trò ông chủ tịch nước, rồi là ông thủ tướng với ông tổng bí thư đó là nó nhố nhăng rồi, người ta đã nhận ra sự nhố nhăng đó rồi, và người ta tìm cách bớt đi sự nhố nhăng đó là giải quyết vào cái câu chuyện là nhập hai đít thành một, tức là nhập hai ghế thành một, gọi là cái ghế tổng bí thư với cái ghế gọi là chủ tịch nước đó. Thì thực ra cái ghế chủ tịch nước bao nhiêu năm rồi đó, nó chỉ là một cái bánh bao vẽ thôi, nó không có thực quyền, nó không có thực lực, và nó làm lãng phí, nó làm tốn thời giờ của những người gọi là điều hành một quốc gia,
đặc biệt là những quốc gia không có sự bầu cử. Như đất nước Việt Nam của chúng ta cũng vậy, là một cái đất nước không có bầu cử suốt từ 70 năm vừa qua, 70 năm, 80 năm vừa qua. Các cái cuộc bầu cử của phía Bắc Việt Nam ở cái giai đoạn năm 1950-54 cho tới giai đoạn năm 19, tức là tại miền Bắc cho tới tận bây giờ, là nó hoàn toàn nó không có cái gọi là bầu cử, nó không có cái quyền tự do nào cả. Ở Việt Nam mà có miền Nam có một cái giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975 tương đối còn có cái quyền bầu cử, dĩ nhiên có bị can thiệp, nhưng nó vẫn là một cái ít nhất là nó tới 40% là cái quyền lực, cái chuyện bầu cử đó của người dân ít nhất là 40% nó còn có cái giá trị giá trị thực tiễn, giá trị bầu cử thực tiễn. Còn đối với chế độ từ khi mà đất nước rơi hẳn vào cái chế độ cộng sản thì nó không có còn được 40% nữa, nó cũng không còn được 10% nữa, nó là 100% không có cái chuyện bầu cử. Nhưng người dân thì vẫn được dẫn dắt rằng à, chúng ta có quyền bầu cử, chúng ta có gọi là quyền tự do bầu cử và ứng cử. Đây là một cái sự nhận diện nó rất cần thiết để chúng ta phải ghi nhận. Bởi vì cái chuyện này nó là sự nhục nhã. Chúng ta sống chung với sự xảo trá, với sự giả dối quen rồi đấy. Một năm, 10 năm, 20 năm, 50 năm nó trở thành quán tính và nó ăn vào trong máu của chúng ta, đồng thời nó lòi ra cả cái chuyện trở thành quán tính của con chúng ta, của cháu chúng ta, đó là cái quán tính giả dối, quán tính xảo quyệt. Thưa các anh chị em, ngày hôm nay nó cần phải cho chúng ta nhận diện ra những cái vấn đề căn bản đó, bởi vì nó thuộc về lòng tự trọng. Con người ta khi đánh mất lòng tự trọng nghĩa là chúng ta mất hết, không còn cái gì. Con người ta không giữ được tự trọng thì nó chỉ hơn con vật được một chút xíu thôi, chứ nó không thể là người được. Đây là điều hết sức căn bản mà chúng ta cần phải ghi nhận, chúng ta cần phải nhìn nhận. Vì thế, thời cuộc của ngày hôm nay, chúng ta nhìn thấy cái câu chuyện của Venezuela, chúng ta nhìn thấy câu chuyện ở Bangladesh và một số những cái hình thái khác, kể cả Nicaragua. Đâu đó nó làm cho chúng ta đặt ra một cái số câu hỏi là tại sao người Venezuela họ làm được những cái cuộc biểu tình như thế. Cái chế độ của Maduro nó không phải là một cái chế độ gọi là, nó không phải là chế độ toàn vẹn, và nó cũng không phải là một cái chế độ hiền lành. Chúng ta đồng thời cũng cần phải nhìn đằng ai đứng sau lưng Maduro, ai đứng sau nó, tức là những cái chế độ độc tài, kể cả là độc tài của Ba Tây, của Brazil, lẫn những cái quốc gia như là Argentina và Venezuela. Chúng ta cần phải nhìn ai đứng sau lưng họ. Khi mà chúng ta cẩn thận chúng ta nhìn thì chúng ta thấy rằng à, cái cơ hội của thế giới nó đang đến, cái cơ hội về độc lập nó đang đến. Bởi vì cái ông kẻ đó, tức là cái thế lực tiền bạc lớn lao nhất để chi phối các cái nguồn máy chính trị, các cái nhân lực chính trị trên tầm cấp thế giới đó, kể cả trở lại cái chuyện Venezuela ngày hôm nay, Ba Tây, Brazil ngày hôm nay, là chúng ta phải nhìn thấy rằng cái ông kẻ CIA, ông đứng ở sau lưng hết. Cuộc chiến tranh Việt Nam ai làm ra? CIA làm ra cả. Không phải làm từ năm 1954 mà làm và dựng ra từ thời kỳ của 1942, 1944, 45, khi mà cái lực lượng gọi là tiền thân của CIA đã có mặt tại rừng núi, vùng rừng núi Tây Bắc của Việt Nam, tức là cộng tác đắc lực với lực lượng quân sự của Cộng sản
Quảng Tây. Và chính lực lượng đó đã xây dựng lên cái nhân vật gọi là nhân vật Hồ Chí Minh. Đó cũng là cái lực lượng trang bị tài lực và vũ trang cho cái gọi là cuộc kháng chiến 9 năm từ giai đoạn năm 1946 đến năm 1954. Để rồi đi đến cái hiệp định hiệp định Geneva 1954. Tất cả được lèo lái bởi một ông kẹ ở bên Mỹ. Cái ông kẹ đó ngày hôm nay người ta gọi là ông kẹ CIA. Và người ta cũng từ thời điểm này người ta cũng phải nhìn ra cái ông đằng sau lưng cái ông kẹ CIA đó là ai. Người ta cứ nói là Mỹ, người ta cứ nói là CIA là Mỹ, Mỹ là CIA. Và tới thời điểm này là thời điểm chúng ta cần phải gạn đục khơi trong để nhận diện ra cái nước Mỹ năm 1776 nó khác nhau ra sao với nước Mỹ năm 1850, 1860. Và cái thế lực gọi là thế lực về tín ngưỡng, thế lực tin lành và thế lực gọi là Vatican Công giáo nó ảnh hưởng như thế nào vào cái gọi là lực lượng cầm quyền của cái gọi là đất nước Hoa Kỳ. Và cái lực lượng tiền thân CIA cũng như ngày hôm nay gọi là CIA đó, là bao nhiêu năm rồi đó, là họ làm việc với cái quyền lực nào, với cái ý tưởng nào, với cái chiến lược nào. Khi mà chúng ta đào sâu vào trong những cái chuyện đó một cách cẩn thận, một cách thận trọng, thì chúng ta thấy lòi ra một cái lưng, đó là lưng của những con người Do Thái. Mà nói đến Do Thái thì cũng phải đặt một cái câu hỏi thật kỹ thêm. Do Thái là Do Thái nào? Do Thái dòng Abraham hay là Do Thái dòng Khazarian? Tất cả những điều này nó đang nghiêm khắc đòi hỏi chúng ta phải tìm hiểu. Nó không thể à ới được. Và như là giờ chúng ta nói đến cơ hội đất nước Venezuela như vậy, ngay như trường hợp sinh viên Bangladesh đã làm biểu tình để đòi thật sự giá trị độc lập của họ. Cũng giống như là Venezuela. Và chúng ta coi trên truyền thông, không phải là truyền thông chính thống, tại vì cho tới giờ này cái câu chuyện của Bangladesh cũng như là tức là cuộc cách mạng đang xảy ra tại Bangladesh và cuộc cách mạng đang xảy ra tại Venezuela, tuyệt nhiên không có một cái trang tin chính thống nào của nhà nước Cộng sản nói về điều đó cả. Người ta toàn phải tìm qua những cái phương tiện gọi là phương tiện lề trái, tức là truyền thông lề trái. Mà trong cái truyền thông lề trái đó, nó cũng bị che chắn đi rất nhiều. Người ta bị bịt mắt, dân của chúng ta bị bịt mắt, người Việt Nam bị bịt mắt. Bị biệt mắt một cách rất là dã man, một cách rất là thô lỗ. Ngày hôm nay, thời cuộc của thế giới nó đang hỗn động lên như vậy. Không phải chỉ có Venezuela mà là cả Paris, ấy, cả Anglais. Ấy. Ngày hôm nay Anglais, tức là thủ đô London của nước Anh đang bị rúng động bởi những cuộc gọi là đấm đá nhau, giải quyết với nhau bằng nắm đấm của chính những người dân. Những người dân Anglais đã không thể chịu đựng được nữa với những cái sự lộng hành quá đáng của gọi là người nhập cư, đặc biệt người nhập cư ở Trung Đông. Và người nhập cư Trung Đông đó thì họ đến đến Anh Quốc, họ đến bằng lối nào? Bằng cái lối Pháp này. Lối Pháp và Bỉ, tức là vượt biển Manche để đi vào nước Anh, là bằng hai cái ngã, là ngã nước Pháp và ngã của Belgique, của nước Bỉ. Thì người ta cũng phải đặt một cái câu hỏi đó. Ai xây dựng lên cái lực lượng như vậy? Ai xây dựng lên những cái tuyến hàng hải như thế? Tức là những tuyến hàng hải noa, những
tuyến hàng hải đen để xâm nhập người như vậy. Và tại sao khi đến đó rồi thì lại làm biểu tình, lại làm bạo loạn, thậm chí đánh chết người ta giữa đường, đánh chết dân Ăng Lê giữa đường. Nó có cái gì nó tác động? Ai dẫn dắt chuyện đó? Ai thúc đẩy chuyện đó? Nói đến chuyện này lại nói đến ngay như là ở Việt Nam của chúng ta giai đoạn năm 1960-1964, lực lượng gọi là lực lượng Phật giáo Việt Nam được xây dựng, được đồn thổi, được tác động để làm loạn hết sức. Là tôi dùng cái chữ làm loạn, dĩ nhiên sẽ có một số người không có đồng ý, nhưng tôi nói theo cái quan điểm của tôi, với những sự nhận diện của tôi. Các vị có đồng ý hay không đồng ý là tôi cũng chịu vậy thôi. Bởi vì đối với tôi là những sự thật nó đang cần phải được nhìn nhận lại. Vấn đề lịch sử cũng vậy. Ta có sai, ta phải biết nhận sai. Chứ còn ta cứ cố cãi bừa rằng ta đúng, trong khi ta sai tẹp tèm lem ra đấy, thì cái đó không khi nào khái được, không khi nào tiến được, không khi nào gọi là làm được đại sự, làm được đại cuộc. Vì một số niềm tin nào đó, vì một số cảm tính nào đó mà chúng ta bảo lưu cái sự đúng của chúng ta, trong khi cái sự đúng của chúng ta đó, thực sự nó là không đúng, nó sai. Vấn đề tín ngưỡng, nó có nhiều cái điểm lợi cho loài người. Nhưng khi mà đi vào cực đoan, bất kỳ tín ngưỡng nào, công giáo cũng vậy, đi vào cực đoan là trở thành cuồng tín, là mụ mị. Phật giáo cũng thế. Cho nên hơn bao giờ hết, đây là cái thời điểm chúng ta cần phải tỉnh táo. Cái lẽ chân thiện, gọi là đấng thượng thiện nào đó ở trên đầu của chúng ta đó, dẫn dắt chúng ta đi trên con đường thiện. Và chúng ta cần phải cố gắng để nhận diện cái sự thiện đó, nó thật là chính xác. Chúng ta nhìn vào câu chuyện của Venezuela, chúng ta nhìn vào cái câu chuyện của Bangladesh, và chúng ta đặt một câu hỏi là bao giờ thì đến Việt Nam? Bao giờ thì có những cái cuộc biểu tình ở Việt Nam như thế? Và nên chăng chúng ta cần đặt một câu hỏi là liệu chúng ta sẽ hỏi câu hỏi như thế đến bao lâu? Và đến bao giờ thì chúng ta hành động, thay vì chúng ta chỉ ngồi một chỗ để chúng ta hỏi? Và nói đến hành động thì hành động thế nào? Những người ở hải ngoại có một cái hành động nào cần thiết hay không? Nếu như cái câu chuyện nó nổ ra những cái cuộc biểu tình như vậy tại Việt Nam, chúng ta làm được gì để hỗ trợ cho những cái phong trào, cho những cuộc biểu tình tại Việt Nam? Chúng ta vận động được bao nhiêu ông dân biểu của quốc gia sở tại? Chúng ta liệu có bảo nhau để tụ tập và làm biểu tình nơi những tòa quốc hội của các nước sở tại? Chúng ta có cần thiết phải đặt câu hỏi về những người bên ngoài? Tôi nghĩ rất nên, bởi vì nếu không thì đồng bào của chúng ta, anh em của chúng ta sẽ phải trả cái giá lớn lao hơn về những sự hy sinh. Riêng những anh chị em tại Việt Nam, chúng ta đang cần phải nhìn rằng chúng ta cần phải hy sinh. Chúng ta hy sinh cho ai? Trước hết chúng ta hy sinh cho chính đời sống của chúng ta, cho giá trị tự do của chính bản thân của chúng ta. Và thứ hai, cho con em của chúng ta. Con em của chúng ta, chúng nó cần lớn lên trong một cái bối cảnh chính trị nó công chính, nó không có bị mụ mị, nó không có bị gian dối, nó không có bị lường gạt. Chúng ta sống trong một cái chế độ chính trị cho tới ngày hôm nay đó, chúng ta buộc lòng chúng ta phải nhìn nhận là chúng ta hèn. Chúng ta hèn, cho nên đất nước của chúng ta phải sống trong một cái bối cảnh chính trị nó đầu voi đuôi chuột, nó chẳng ra làm sao cả, nó dối gian, nó lường gạt, và người dân của chúng ta cứ trôi nổi vào những sự lường gạt đó thôi. Người dân của chúng ta đâu đó là không dám hành động. Chúng ta sợ chết, chúng ta sợ què, chúng ta sợ mất cái nhà, chúng ta sợ mất công việc làm của chúng ta. Và vì thế, kẻ thù, tức là những người ác, họ vẫn ngồi trên đầu, trên cổ người dân Việt Nam.
vừa ngồi vừa vạch cu ra đái trên đầu dân cổ người dân Việt Nam. Vì thế, sự hy sinh nó đang cần thiết để chúng ta phải suy nghĩ, chúng ta phải chắt lọc, chúng ta phải tính toán. Hy sinh là hy sinh như thế nào, hy sinh cho ai và hy sinh bao nhiêu. Khi tôi nói đến điều này đó, một số anh chị em trẻ tại Việt Nam có thể là không biết chúng tôi là ai, có giống như là một số những cái live stream có nhiều những người ở Việt Nam nói rằng à, chúng tôi là những người ở xa, suối bảy, suối dại, những người ở Việt Nam làm cái chuyện này, làm cái chuyện kia, thí dụ biểu tình chẳng hạn. Tức là suối người ta ăn cứt gà, trong khi mình thì mình ở hải ngoại, mình bô cái miệng, mình đâu có dám về Việt Nam. Đó là bởi vì các anh, các chị là cố gắng không biết hoặc là không chịu tìm hiểu. Tôi nghĩ là đâu đó những người như chúng tôi có một chút thẩm quyền để nói lên điều đó. Chúng tôi là những người đã từng vượt biển để đi tìm giá trị tự do. Và từ hải ngoại, chúng tôi lại lận, tức là lội ngược về quê hương, về đất nước, tiếp tục tranh đấu. Dù rằng tù tội, dù rằng thê thảm, dù rằng mất tất cả, chúng tôi vẫn giữ tấm lòng đó, cho đến khi mà phải bị trục xuất, tống xuất ra khỏi Việt Nam. Tôi không có xin đi ra khỏi Việt Nam. Cái lúc mà tống xuất tôi ra là họ lột cái đế giày của tôi. Khi họ nói với tòa đại sứ Pháp là, khi tòa đại sứ Pháp hỏi tại sao phải lột đế giày của ông, thì họ nói là ông này phải lột đế giày của ông, chứ không là ông tông xe, tức là xe ông đang chạy từ nhà tù tới Hà Nội là ông tông cửa, ông lao ra ngoài là chết ạ, là buộc lòng chúng tôi phải bắn chết. Bởi vì không thể để ông sống ra dân được. Mà ông này là hở ra là ông sống ra dân. Không phải là ông khao khát, ông mơ ước là ông được lên máy bay để ông đi trở lại Pháp. Từ cái góc độ như vậy, để muốn chia sẻ với các anh chị em, đặc biệt các anh chị em tại Việt Nam đó là có những người họ đã đem đâu đó là những sự hy sinh nhỏ nhoi của họ để họ gửi gắm cho tương lai của đất nước, cho những thế hệ tương lai. Và hỏi rằng, thí dụ bản thân tôi, nhiều người hỏi rằng à, có ân hận hay không? Tôi bị mất mát hết như vậy. Và ngày hôm nay tôi là một thằng lính 65 tuổi, đau vô cùng. Người ta gọi là lính tráng 40 tuổi là người ta đã về hưu rồi. Gọi là lính tráng thứ thiệt đó, là 40 tuổi thì đã là về hưu rồi. Có những ông 50 tuổi là quá sức rồi. Bản thân tôi cho tới ngày hôm nay 65 tuổi chưa một lúc nào cảm thấy là mình được ngơi nghỉ. Vẫn là một người lính. Và vì thế muốn chia sẻ với các anh chị em tại nội địa, tại Việt Nam rằng chúng ta cần thiết phải hy sinh. Điều quan trọng là chúng ta hy sinh cho ai. Chúng ta đừng có mù quáng để bọn này bọn kia nó dẫn dắt chúng ta. Tổ chức đảng này, tổ chức đảng kia nó dẫn dắt chúng ta. Chúng ta hãy đi bằng cái đầu của chúng ta. Đi bằng bàn chân của chúng ta. Điều này điều quan trọng. Phải đi. Bởi vì khi chúng ta cứ thoái thác, chúng ta cứ chờ đợi người khác làm cho chúng ta đấy, thì cơ hội nó sẽ vụt đi, nó sẽ mất đi. Trong khi ngày hôm nay cái gọi là cái thời cơ nó đã đến. Những người lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay họ cũng muốn có một con đường thoái lui, chứ không phải là họ gọi là cực đoan để mà cứ cố gắng giữ rịt cái guồng máy cai trị. Họ đang tìm cách để mà họ gỡ cái gọi là cái thế cai trị đó ra. Họ gỡ mà đâu đó là quyền lợi của họ vẫn còn, gọi là tương đối, danh dự của họ vẫn còn. Đây là điều chúng ta cần phải nhận ra tín hiệu đó. Một số các anh chị em lo lắng khi mà thấy rằng ông Tô Lâm, ông một đít hai ghế thì ông còn sắt máu hơn, ông còn dữ dội hơn ông Nguyễn Phú Trọng. Đối với tôi,
ông Nguyễn Phú Trọng là một cái khuôn mặt gà mái. Mà hơn nữa đó là đối với tôi là ai điều khiển ông Nguyễn Phú Trọng, chứ không phải chính ông Nguyễn Phú Trọng điều khiển ông Nguyễn Phú Trọng trong vòng 6 năm nay. Tôi nghĩ ai đó điều khiển ông Nguyễn Phú Trọng, chứ không phải là ông Nguyễn Phú Trọng điều khiển ông Nguyễn Phú Trọng. Và cái nhiệm vụ của ông đã xong rồi. Thay vì người ta đưa ông vào mai dịch, thay vì người ta không có bất cứ một cái hình thái tâm linh nào đối với cái chết của ông ta, thì không, người ta làm đám tang to đùng, người ta cẩn thận đem ông vào trong chùa, tức là làm lễ to đùng mang cái tính cách tâm linh. Cái đó là một hình thái về nguồn, một hình thức về nguồn, một cái thông tin về nguồn, một cái thông điệp về nguồn cho rất nhiều người. Và đối với tôi đó là một cánh cửa mở. Một cánh cửa mở để cho nhiều người đâu đó phải nhìn ra cái cơ hội của ngày hôm nay là cơ hội hành động. Bởi vì nếu mà người dân không hành động, thời cơ có mở cửa ra mà người dân không bước vào hay là không bước ra khỏi cái song cửa đó thì cơ hội nó sẽ vụt đi. Cái câu chuyện của ông Tô Lâm cũng vậy. Nhiều người nói là ông đang phải chạy sang tàu để diện kiến ông Tập Cận Bình. Chúng ta đừng quên là ông Tập Cận Bình là một cái đường lối đã gần như là có những thái độ ly khai rất rõ rệt đối với những người cộng sản cực đoan. Khi chúng ta tìm hiểu về chuyện của Hồ Cẩm Đào, tìm hiểu về câu chuyện của Giang Trạch Dân, thì chúng ta sẽ thấy cái sự tương quan của Tập Cận Bình đó là một sự tương quan gọi là cắt đứt lìa đối với những sự cực đoan của cộng sản 10 năm trước, 20 năm trước, 30 năm trước. Chúng ta cũng đừng quên trong Thiên Bối Đồ có đề cập đến cái hiện tượng con chim trắng trong cái bầy chim bay qua hai vách núi, tức là trong cái bầy chim bay qua cái vách núi thì cái con chim sau cùng, tức là gọi là con chim trắng, là đập đầu vào đá vỡ máu ra, chết hay không chết, đó là cái câu hỏi bỏ lửng, đó là cái câu bỏ lửng trong Thiên Bối Đồ. Và khi mà chiết tự ra cái chữ Tập Cận Bình ấy, thì nó là con chim màu trắng. Những con chim bay trước là đều là màu đen. Từ hình dạng của Mao Trạch Đông đến hình dạng của Đặng Tiểu Bình đến tình trạng của Hồ Cẩm Đào, rồi đến cái tình trạng của Giang Trạch Dân, tức là bốn con chim màu đen bay hàng trước, rồi cái con chim thứ năm lại là con chim màu trắng, và nó là một gọi là cái tượng thay đổi cái chế độ, tức là tận ngày tận của Đảng Cộng sản Trung Hoa. Thì khi mà ông Tô Lâm ông ấy sang bên Trung Hoa trong cái bối cảnh là một cách vội vã như vậy, đối với tôi đó là để họ đi vào một cái gọi là một cái thái độ trở về với nhân dân, trở về với người dân như Tập Cận Bình đã từng làm, đang làm và đã làm và đang làm, thì cái câu chuyện của ông Tô Lâm cũng là như vậy thôi. Tuy nhiên, cái chuyện quan trọng là xin cảm ơn anh Vic Kinh Trần, tức là con chim trắng, tức là con chim thứ năm, năm con chim bay qua cái dãy núi, qua cái thung lũng núi, họ là bốn con chim màu đen và một con chim màu trắng. Và người ta chiết tự ra nó rất là rõ ràng, con chim trắng là tên là Tập Cận Bình. Nó có nhiều câu lắm, nhiều câu sấm nó diễn ra lắm. Giang hồ tập vong cũng vậy. Giang hồ tập vong.
cái chữ đó là nó khắc trên đá từ bao đời rồi, bắt đầu nó lộ ra, nó hiện ra là cái chữ Giang Hồ Tập Vong. Tức là Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào, Tập Cận Bình, tức là Tập Cận Bình chính là để vong, tức là sau Tập Cận Bình không còn ai nữa hết. Gọi là Giang Hồ Tập Vong. Tập Vong, Tập Hư đó, tức là cái chữ sau cùng đó, bốn chữ đó là Giang Hồ Tập, sau tập là hư hoặc là vong. Tiêu đó. Thì chúng ta nhìn qua những cái hành trạng của Tập Cận Bình, một số các anh chị em tại Việt Nam có lẽ là các anh chị em vì thiếu cái những cái chiều kích liên quan đến vấn đề an ninh, liên quan đến vấn đề tình báo, để nhìn vào vấn đề nội bộ của Trung Hoa đó, thì các anh chị em cứ nhìn Tập Cận Bình là cộng sản đặc thù, cũng giống như là cứ nhìn Putin là cộng sản, trong khi chúng nó không còn là cộng sản. Vì thế cái câu chuyện của Tô Lâm, tôi nghĩ nó đang đi vào một cái ngã ba, cái ngã rẽ giống như Tập Cận Bình đang đi. Và cái vấn đề còn lại là ở người dân. Người dân Trung Hoa khó hơn người dân Việt Nam nhiều lắm. Người dân Việt Nam may mắn là còn người dân miền Nam của Việt Nam. Dẫu rằng từ năm 1975 đến ngày hôm nay, gọi là đã kéo những người cộng sản, đã cố gắng kéo cho cái nivô nó bằng nhau, tức là cho cái trình độ dân trí nó bằng nhau giữa miền Nam với miền Bắc, nhưng không kéo nổi. Và những người miền Bắc thật sự là trí thức, thật sự nha, là trí thức, đều hướng về phương Nam hết. Vào trong phương Nam sinh sống, hoặc là hướng về phương Nam, tư tưởng hướng về phương Nam, tư tưởng khai phóng. Tức là những người thật sự giỏi của phương Bắc đều đã hướng về phương Nam. Và ngày hôm nay tôi đề cập đến cái chuyện là ở Việt Nam đó, cái bối cảnh về người dân nó dễ hơn là ở Trung Hoa, là bởi vì Trung Hoa quá đông, và đại đa phần người dân gọi là bình dân của Trung Hoa đó, nó rất giống với người dân miền Bắc của Việt Nam. Tức là đại đa phần người dân miền Bắc tại Việt Nam, 10 người dân của miền Bắc tại Việt Nam thì đến 7 người đó là lơ lơ lửng lửng với cái chuyện tự do của xứ sở, nhận diện về sự tự do tôn giáo, tự do chính trị, tự do bầu cử là hết sức là mơ hồ. Hầu hết là gần như là gọi là dốt. Hôm qua hôm kia anh chị Gershen có đề cập đến một cái chuyện là tôi đã từng có rất là tức là tôi đã từng rất là tích cực khi nói về một số những người sinh ra ở Việt Nam, ở miền Bắc cũng vậy, ở miền Nam cũng vậy, ở cái sinh ra ở cái giai đoạn năm 1980, tức là tuổi ngày hôm nay nó khoảng 40 tuổi, trên dưới 40 tuổi, là có những người hết sức là kiệt xuất. Và cái live stream của ngày hôm qua hôm kia đó, thì đâu đó là một số các anh chị em nghĩ rằng tôi đã nhìn nhận không đúng về cái trình độ dân trí của cái lứa tuổi, gọi là lứa tuổi sinh trước sau năm 1980. Tôi vẫn bảo lưu cái quan điểm của tôi rằng có rất nhiều những người sinh cái giai đoạn trước và sau năm 1980 ở cả miền Bắc lẫn miền Nam giỏi hơn tôi rất nhiều, giỏi hơn anh em chúng tôi rất nhiều, giỏi hơn kể cả là bậc thầy của tôi rất nhiều. Và tôi lạc quan về cái chuyện đó. Chúng ta có một cái vấn nạn là cái mặt bằng dân chúng ở miền Bắc tới 70% là còn mụ mị. Nhưng chúng ta có một cái lực lượng nhân sự hết sức đặc biệt. Đó là những lực lượng đi từ những gia đình cộng sản đi ra. Tức là đi từ những gia đình
hoặc là tập kết từ miền Nam ra miền Bắc, thành phần đó là thành phần hết sức quan trọng. Hoặc là những người đi trong cái gọi là cái guồng máy, gọi là dùng guồng máy chính trị, guồng máy chính phủ của miền Bắc, có rất nhiều những người kiệt xuất. Chúng ta có những người đang bị cầm tù, thí dụ như trường hợp anh Dũng Vô Va cũng vậy, thí dụ như trường hợp như những người như tên là anh Hoàng Bình cũng vậy, và một vị thầy giáo, tức là một vị giáo viên đã làm cái trang thông tin gọi là CHTV. Đối với tôi, các anh rất là tuyệt vời. Các anh đều là những người sinh ở cái giai đoạn trước sau năm 1980. Cho nên chúng ta không nên bi quan nhìn tất cả những người xuất thân từ phương Bắc là không xài được. Không, tôi không nghĩ như vậy. Tôi làm việc chung, tôi kết hợp chung làm việc với khá nhiều các anh chị em sinh trưởng ở tại miền Bắc. Và tầm tri thức của họ cũng như hành động của họ vượt xa chúng tôi rất nhiều. Cho nên đối với tôi đó là một cái chỉ dấu tích cực. Và bổn phận của chúng ta, sự hy sinh của chúng ta, đặc biệt là phương Nam. Chúng ta nhìn về phương Bắc, ban nãy tôi đề cập đến cái chuyện là may mắn là nước Việt Nam nó còn có người của phương Nam ở cái giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975. Nó có một cái nền giáo dục là nền giáo dục khai phóng, và nó có những con người đã vượt biển và sống sót. Một nửa đã chết và một nửa còn sống sót. Những cái tư tưởng đó, những cái tinh thần đó dội về quê hương bằng từng cái đồng xu, bằng từng đồng tiền rất là khó khăn của mình. Và sau đồng tiền là trí tuệ, sau đồng tiền là thông tin. Cho nên chúng ta đã có may mắn là hiện diện trong cái bối cảnh chiến đấu của ngày hôm nay đó, là chúng ta có một cái tầng lớp tương đối trí thức, tương đối khai phóng. Và vì thế, những người phương Nam đang cần phải nhận lấy trách nhiệm của mình nó nặng hơn phương Bắc. Bởi vì nhận thức của chúng ta đến đâu đó, thì chúng ta sẽ hành động ở cái tầm đó. Nhận thức của đa phần đồng bào tại miền Bắc là cái nhận thức rất kém về vấn đề giá trị tự do và giá trị độc lập so với phương Nam. Cho nên khi mà chúng ta có một cái nhận thức, tức là thí dụ như là trung học, chúng ta lớp 10 thì chúng ta sẽ có cái kiến thức của lớp 10 và chúng ta phải ứng xử theo cái sự hiểu biết của lớp 10. Chúng ta có trình độ đại học thì chúng ta ứng xử theo cái cách của cái niveau trình độ đại học. Và chúng ta ở trình độ tiểu học thì chúng ta sẽ chỉ ứng xử theo cái trình độ tiểu học. Tôi đang nói đến cái chuyện giáo dục gọi là giáo dục tự thân. Chứ tôi không nói đến cái chuyện giáo dục nhà nước. Bởi vì cái mô hình giáo dục nhà nước Cộng sản Việt Nam đó là cái mô hình giáo dục đã mục ruỗng. Đó là cái mô hình giáo dục què cụt. Chính cái mô hình giáo dục đó nó làm ra một cái tầng lớp què cụt, và cái tầng lớp què cụt đó nắm chính quyền và tạo cho đất nước giống như cái xe thay vì có 4 bánh thì chỉ có 3 bánh, chứ lọc cọc chạy 3 bánh thôi, đất nước không có tiến lên được. Ngày hôm nay chúng ta phải làm sao để cái cỗ xe nó phải là cỗ xe có 4 bánh, chiếc xe hơi phải có 4 bánh, không 6 bánh, không 8 bánh thì phải là 4 bánh, chứ không thể là 3 bánh được. Gọi là cái kiểu 3 bánh cọc cạch, chứ không phải là 3 bánh kiểu Lambetta như là cái thời năm 1970 tại miền Nam của Việt Nam. Thưa các anh chị em, vì thế đó, chúng ta đang cần nhìn ra một cái thái độ hy sinh cần phải có. Nếu ai cũng ngại, ai cũng sợ đấy, ai cũng gọi là ngại ngần cái sự hy sinh, đều tính toán
và lo lắng rằng những sự hy sinh của mình nó không có giải quyết được quyền lợi gì cho mình chỉ có mất thôi. Thì tôi nghĩ rằng chúng ta đang lên cần phải định lại. Nếu không có những sự hy sinh thì không có cuộc cách mạng nào cả. Nếu không có cái đầu, cái trí tuệ để nhận diện thời cuộc thì cái sự hy sinh của chúng ta nó bị méo mó. Tức là húc đầu vào đá. Chúng ta ngày hôm nay đang có một cái cơ hội. Đó là thời cuộc tầm vóc của thế giới nó đang xảy ra. Cái tầng lớp, tức là cái nhóm vĩ mô, cái nhóm điều khiển thế giới nó đang bị què. Cái nhóm gọi là trá hình dân chủ trá hình của Mỹ, dân chủ trá hình, dân chủ xã hội trá hình ở Âu Châu, nó đang bị què. Què tay, què chân. Và đây là một cái cơ hội chúng ta phải nắm lấy. Phải hành động. Trước đây 10 năm, như anh em chúng tôi gọi là liều mạng, lao về Việt Nam là lao về với tính cách liều mạng. Bởi vì đã mang cái tính cách liều mạng nghĩa là chết cũng được. Miễn là có sự kiện, miễn là có một cái gạch nối. Nhưng ngày hôm nay, cái hành động của các anh chị em, nếu hành động, nó không phải là cái hành động liều lĩnh, mà nó là hành động trí tuệ, bởi vì cơ hội nó đã đến. Tôi lặp lại, cơ hội nó đến là bởi vì những cái tập đoàn trên cùng, tập đoàn đô la, tập đoàn tiền bạc của thế giới, tập đoàn Do Thái, gọi là Do Thái giả hình Khazaria, chúng nó đang bị què, chúng nó đang bị trói tay. Và chúng ta phải tận dụng cái cơ hội này mang cái tầm vóc quốc tế. Sự thanh trừng nó sẽ xảy ra. Sự thanh trừng bởi từ thiên thượng lận. Hôm qua tôi có đề cập đến cái câu chuyện Sodom. Cái câu chuyện gọi là thành Sodom. Đỉnh điểm của cái câu chuyện thành Sodom nó liên quan đến cái chuyện gọi là đồng tình liên ái. Nó liên quan đến cái chuyện hiến tế uống máu con nít. Mà chuyện đó nó đã xảy ra trong vòng 6-7 năm nay, mà nó thể hiện rất rõ ở cái cuộc gọi là cuộc Paris, cuộc gọi là thế vận Paris trong những ngày vừa qua. Nó thể hiện rất rõ cái thái độ xiển dương đồng tình liên ái, khổ dâm bạo dâm đồng tình liên ái. Thằng mù cũng phải nhìn đấy ra cái chuyện đó. Đó là xiển dương là đàn ông đụ nhau, đàn ông hèo nhau. Tức là rõ ràng đó là cái thông điệp xiển dương đồng tình luyến ái, xiển dương đàn ông với đàn ông ụi nhau, ịt nhau, và đàn bà với đàn bà hèo nhau. Cái đó là cái nền tảng, gọi là nền tảng của xã hội, nền tảng của nhân văn, nó tiêu hết. Vì thế các đấng thiên thượng họ sẽ phải hành động. Và cái biểu tượng của Paris đó, đối với tôi, nó là cái thông điệp cho chúng ta nhìn thấy là nó cận tử rồi, nó cận tường rồi. Cái bàn tay thiên thượng sẽ dùng chính chúng ta, chính những người thiện của thế giới này, đang sống tồn tại trên thế giới này, sẽ hành động để thay đổi cục diện. Thay đổi cục diện nhân văn của đời sống con người. Chúng ta tham lam nhiều quá, chúng ta ích kỷ nhiều quá. Đặc biệt cái bối cảnh của Việt Nam trong thời gian vừa qua, 3-4 tháng vừa qua, xuất hiện một cái tăng đoàn liên quan đến ông Minh Tuệ. Cái tăng đoàn đó, nó đưa ra một cái ý tưởng gì, đưa ra một cái hình ảnh gì, hình ảnh sự thật, phơi bày sự thật để cho người ta nhận ra cái giá trị tôn giáo ở Việt Nam đó nó không có đúng, nó què cụt. Công giáo cũng thế, Phật giáo cũng thế. Cần phải lương định lại, cần phải nhìn lại đích thực cái giá trị của tín ngưỡng, giá trị của các tôn giáo. Và những người gọi là các bậc tăng ni, các bậc tu sĩ là phải biết hy sinh đầu tiên.
phải biết chấp nhận mất mát, phải biết chấp nhận thiệt thòi của cái bản thân của mình, chấp nhận buông bỏ, thì mới dẫn được cái xã hội vào trong một cái con đường gọi là con đường hòa bình, con đường biết tôn trọng lẫn nhau, con đường biết gọi là yêu thương tha nhân với nhau. Và cái hiện tượng của ông Minh Tuệ bị chặn lại, bị cả cái tăng đoàn bị phá nát ra, nó làm cho chúng ta có một cái cơ hội để nhận diện rằng à, những người cầm quyền Việt Nam họ đâu có phải là con người bình thường. Họ gần như là nửa quỷ nửa ma. Và người dân Việt Nam có quyền để đòi hỏi hay không rằng à, cái câu chuyện của tăng đoàn đó, đó xúc phạm tăng đoàn đó là không được. Chúng tôi không chấp nhận các ông xúc phạm mà các vị của cái tăng đoàn đó. Lột y áo của họ, giam giữ họ, chặn bắt họ. Chúng tôi là người dân, chúng tôi không chấp nhận chuyện này. Chúng tôi hành động ạ. Và chúng ta có quyền hành động hay không? Hay là chúng ta cứ ngồi một chỗ và chúng ta chờ đợi rằng à, có một cái ngày nào đó ông Thích Minh Tuệ được tự do. Trong khi bản thân chúng ta có quyền để đòi hỏi cái chuyện đó. Chúng ta có quyền để yêu cầu chuyện đó. Thì chúng ta lại không làm gì cả. Nó có bất công hay không? Những người của cái tăng đoàn ông Minh Tuệ họ hy sinh đến mức độ nào cho cái câu chuyện hòa bình, cho cái câu chuyện yêu thương của đất nước, hàn gắn của đất nước. Họ hy sinh đến tận cùng kỳ cực. Trong khi chúng ta không chia được một cái thái độ cần có nào đối với họ cả. Ngày hôm nay, liệu chúng ta có nên làm hay không? Mặc áo y phấn tạo không phải là một người, mười người, mà là hàng trăm người, hàng ngàn người. Và chúng ta đi trên đường, im lặng, cầu nguyện, đi trên những tuyến đường. Không phải một đoàn, không phải 100 người, không phải 1.000 người, mà là 10.000 người. Chúng ta dám làm không? Chúng ta nói rằng, yêu thích ông Minh Tuệ, kính trọng ông Minh Tuệ. Trong khi đó, ông Minh Tuệ bị nhốt như vậy, bị giam giữ như vậy, bị gọi là tự do tôn giáo bị tước đoạt như vậy, tăng đoàn của ông bị đánh què giò như vậy. Chúng ta có cơ hội để chúng ta nói lên tiếng nói của chúng ta, bắt những người cầm quyền phải biết tôn trọng thật sự tự do tôn giáo như cái gọi là thói quen, như cái sự bình thường của thế giới, của Liên Hợp Quốc, của quy định của loài người. Chúng ta thừa cái khả năng, chúng ta thừa cái trách nhiệm, chúng ta thừa quyền hạn để làm cái chuyện đó. Nếu tiếp tục giam giữ ông Minh Tuệ thì chúng tôi sẽ đi cái bước chân của ông Minh Tuệ, và không phải chỉ có một người, hàng trăm ngàn người, hàng triệu người. Đến lúc đó các ông không ngồi được cái ghế đó nữa. Chúng ta có quyền làm điều đó không? Chúng ta có lý do để làm điều đó hay không? Chúng ta có chính nghĩa để làm được điều đó hay không? Quá đi chứ. Tại sao chúng ta không làm? Tại vì chúng ta hèn à? Chúng ta có hèn thật hay không? Đây là một câu hỏi nghiêm khắc. Đừng nói là chúng ta không có lý do để xuống đường. Thiếu gì lý do để xuống đường? Tự do tôn giáo không có, tự do ngôn luận không có. Chúng ta có tự do ngôn luận hay không? Không hề có tự do ngôn luận. Và chúng ta yêu cầu chúng ta phải có được tự do ngôn luận. Chúng ta phải có được tự do bày tỏ chính kiến của chúng ta. Bày tỏ chính kiến nghĩa là biểu tình. Chúng ta có đầy đủ lý do để chúng ta xuống đường. Venezuela họ xuống đường vì cái chuyện bầu cử bị tước đoạt, bị thay đổi. Và chúng ta cần hỏi lại chính chúng ta là chúng ta có được quyền bầu cử nào không? Tức là từ 70 năm qua chúng ta có được cuộc bầu cử này không? Cho nên chúng ta yêu cầu bầu cử tự do. Đó là lý do, cái lý lẽ hết sức là rõ ràng với bản dân thiên hạ, với thế giới, với quốc tế, với lương tâm của loài người. Chúng tôi cần bầu cử. Chúng tôi cần những lực lượng đối lập một cách nghiêm khắc, một cách nghiêm chỉnh. Hoạt động chính trị
đối lập một cách nghiêm chỉnh. Chúng tôi cần tự do tôn giáo. Một cách cụ thể là tăng đoàn của ông Minh Tuệ phải được tự do, và chính người dân chúng tôi sẽ bảo vệ tăng đoàn đó, chứ không cần các ông. Các ông chỉ có mụ mị, các ông lừa dối, các ông lường gạt để các ông phá nát cái tăng đoàn. Bao nhiêu học trò, bao nhiêu người đi theo cái tinh thần của ông Minh Tuệ, đó là các vị thánh của dân tộc. Họ chấp nhận bao nhiêu những sự khó khăn cam khổ để họ đi cái, trên cái con đường của ông Minh Tuệ. Rồi các ông chặn lại họ lại, các ông lột quần lột áo của họ, các ông nhe răng ra, các ông cười phỉ nhổ trên đầu trên cổ người dân Việt Nam. Và người dân Việt Nam, liệu chúng ta có còn nên chấp nhận cái chuyện là ngồi yên lặng để cho những kẻ cầm quyền nó nhảy trên vai mình và nó ngồi trên đầu của mình, vạch cu nó ra ngay trên đầu của mình, nó cóc cần phải chĩa cu ra chỗ khác, nó ngồi trên đầu của mình và nó vạch cu nó đá trên đầu của mình. Cái tình hình của người Việt Nam ngày hôm nay nó là như vậy. Tình hình của người Việt Nam 50 năm nay, 60 năm nay là như vậy. Những thằng chẳng ra gì nó ngồi trên đầu của mình, nó vạch cu, nó đái, đái ngay trên đầu của mình. Cho nên bảo rằng là có lý do hay không để làm cuộc biểu tình thì cái câu hỏi này nếu mà hỏi đó, nghĩa là chúng ta dốt quá. Đất nước của chúng ta nó quá xấu xa, những người điều hành quá xấu xa, quá thấp hèn, quá thấp kém. Và chúng ta có bổn phận, chúng ta có quyền để đòi hỏi một sự công bằng cho nó rõ ràng về vấn đề chính trị cũng như là vấn đề tín ngưỡng văn hóa. Vâng, thưa các anh chị em, chúng ta nhìn về đất nước Bangladesh. Bangladesh tức là Venezuela còn xa cách đối với chúng ta. Ở tận Nam Mỹ, ở tận Tây Phi, nhưng Bangladesh rất gần với chúng ta. Và Bangladesh nghèo hơn chúng ta nữa. Và tại sao họ làm được những cái cuộc sống được như vậy? Và đối với tôi ấn tượng vô cùng. Tại sao họ làm được mà chúng ta không làm được? Đầu óc của họ hơn chúng ta nhiều hay không? Hay là cái hèn của chúng ta nhiều hơn cái hèn của người Ấn Độ, người Bangladesh? Chúng ta đang cần phải nhìn lại chính chúng ta và hỏi câu hỏi là thưa mày, mày có hèn lắm hay không? Mày so với người Bangladesh, so với người Ấn Độ, mày hèn đến bao nhiêu? Chúng ta cần phải hỏi lại chính chúng ta. Và đồng thời chúng ta hỏi cái cơ hội thật sự là nó có đến hay không? Tại sao Bangladesh họ làm ngay trong cái bối cảnh này? Tại sao Venezuela làm ngay trong cái bối cảnh này? Có lý do của họ hết. Ban nãy tôi đề cập đến cái chuyện là những thằng ông kẹ, tức là cái thằng lèo lái những cái cuộc chiến tranh của thế giới, chúng nó đang bị lột quần. Chạy trên trường đua, trên đường đua mà quần nó bị lột, quần nó đang bị kéo xuống đầu gối, chạy không được nữa. Đua mày bị tụt quần xuống tới đầu gối, sao đua được? Đó là cơ hội cho chúng ta. Vâng, thưa các anh chị em, tôi xin phép để lược một số những câu hỏi, xem có những câu hỏi nào tôi có thể trình bày được hay không. Bởi vì trong những live stream gần đây đó, có sự xuất hiện của anh chị Rest Hand, những cái câu hỏi, những cái sự gợi ý của anh chị Rest Hand, thực ra đó, nó là những cái vấn đề chiến lược rất lớn, rất cao, mà có nhiều điều là tôi không có được kiến thức để có thể đi vào cái chuyện phân tích những cái câu trả lời đó, hoặc là có những điều mà tôi chỉ được chia sẻ đến cái mức độ nào đó thôi, và tôi được yêu cầu là sẽ không có được tiết lộ thêm về những cái sự hiểu biết đó. Thì mong các anh chị em cũng như là bản thân anh chị Red Hand cũng vậy, có một số cái câu hỏi của anh chị Red là tôi không có dám đi vào sự trả lời. Anh chị Red Hand có còn mang lên đây, anh nghĩ Israel, nước này sẽ tan hoang. Và cái là vùng vùng Trung Tây phải không?
chiến tranh của vùng vùng Trung Đông ở Trung Đông. Tôi nước Israel, chúng ta cần phải tìm hiểu là nước Israel đã được thành lập năm nào. Có phải là được thành lập năm 1945 hay không? Có phải là được thành lập năm 1884 hay không? Tôi nghĩ điều này đó nó cần thiết. Xin cảm ơn cái câu hỏi của anh chị vừa mới gợi ra để cho chúng ta có cái cơ hội nhìn về nước, gọi là nước Israel ngày hôm nay. Nước Israel được thành lập năm 1949. Đừng quên, cũng năm 1949, cái nước Trung Hoa Cộng sản là gọi là chiến thắng sau khi gọi là đuổi được Tưởng Giới Thạch ra khỏi Đài Loan. Đó là một sự sắp xếp. Chứ làm sao mà Cộng sản Trung Hoa là có thể thắng được lực lượng của Tưởng Giới Thạch? Đó là sự sắp xếp hết. Đó là sự sắp xếp bởi bọn Do Thái Khazarian. Bọn mà ngày hôm nay gọi là Syria. Cái câu chuyện của Israel cũng vậy. Nói đến Israel là nói đến đệ nhị thế chiến. Mà nói đến đệ nhị thế chiến thì nó có biết bao nhiêu điều cần phải nhìn lại. Thật sự bao nhiêu người Do Thái đã chết trên nước Đức. Nó có phải là nó bị thổi khống lên rất nhiều ấy. Tức là người Do Thái, những cái hầm hơi ngạt, những cái lò hơi ngạt chết ở trên nước Đức ấy, nó có được thổi khống lên rất lớn hay không? Thưa, nó thổi khống lên rất lớn. Và cái câu chuyện người Do Thái thì cũng phải đặt một câu hỏi là Do Thái là Do Thái nào? Cái lực lượng để làm ra cái hợp đồng, để làm ra cái sự thành lập, điều kiện để thành lập ra nước Israel năm 1949, nó ảnh hưởng ở Anglê rất là nhiều. Mà tại sao lại ảnh hưởng ở Anglê? Mà nói đến Anglê, tức là nói đến London là lại phải nói đến tam điểm, nói đến thế lực Illuminati. London, Vatican và Washington. Cái nước Do Thái năm 1949 hình thành ra được hay không là do cái kế hoạch của cái nhóm tam điểm, cái nhóm tam giác London, Vatican và Washington. Và cái người Do Thái đó, cái lực lượng gọi là nắm quyền lực trên đất nước Israel cho tới ngày hôm nay, tức là từ năm 1949 đến ngày hôm nay. Khi người ta đào về ADN của họ, người ta tìm về ADN của những người đang sống trên đất nước gọi là Israel ngày hôm nay, thì nó chỉ có trên dưới là 25% là mang bản gen của dòng dõi Jacob, dòng dõi Abraham, ADN. Trong khi cái vùng đất Palestine của ngày hôm nay nó lại là mang cái tổng gen ADN là trên dưới 80%. Là cái người dân đang sống tại Palestine là mang bản gen của Jacob, mang bản gen của Abraham, tức là Do Thái đích thực. Tổ phụ Abraham là của họ. Vậy thì cái Do Thái gọi là chỉ có trên dưới 20% ADN của người Do Thái chính gốc đấy, đang có mặt ở Israel. Vậy thì 80% còn lại nó là ai? Điều này nó làm cho chúng ta phải đề cập đến gọi là 13 dòng họ đặc biệt của cái giống người Khazarian, Khán, Kha Hãn. Cái thời của thế kỷ thứ 11, thế kỷ thứ 12, thế kỷ thứ 13 là cái lực lượng Mông Cổ. Tức là một cái giống dân phía Bắc của nước Tàu, phía Nam của Nga, là dòng giống Kha Hãn. Là dòng giống Kha Hãn, họ có cái sức bành trướng của họ,
có cái sự phát triển của họ từ cái gọi là cả hàng 2.000 năm trước, trên 2.000 năm trước. Và họ chính là cái lực lượng buôn tiền, làm ra cái hệ thống buôn tiền, làm ra cái lực lượng buôn tiền. Ông Giê-xu bước vào thành Jerusalem cầm gậy đuổi người ta ra. Đuổi là đuổi cái gì? Cha, nhà của cha ta. Tức là ông Giê-xu cũng hết ấm ấm ấm. Nhà của cha ta không phải là nơi để chúng mày buôn bán. Và buôn bán là buôn bán gì? Rất nhiều người Công giáo Việt Nam được coi, được gọi, được dạy rằng à, buôn bán thì là buôn cừu, buôn lửa, buôn bò, buôn tiền. Và cái thế lực buôn tiền đó nó thao túng Vatican, thành ra là một lực lượng buôn tiền thao túng Vatican từ thế kỷ thứ 3, thế kỷ thứ 4 cho tới tận ngày hôm nay. Cho nên người ta đang cần phải hỏi về nước Mỹ. Nước Mỹ là Mỹ nào? Mỹ Cộng Hòa hay Mỹ Dân Chủ? Và đứng phía sau gọi là Mỹ Cộng Hòa, Mỹ Bảo Hiến, nó là ai? Nó có phải là lực lượng của Vatican hay không? Hay nó là lực lượng của các giáo phái Tin Lành? Những người đầu tiên của Âu Châu đến gọi là đến để xây dựng gọi là cái vùng đất chủ phú của châu Mỹ. Mỹ là Mỹ nào? Do Thái cũng vậy, là do Thái nào? Ngày hôm nay cũng vậy, tàu là tàu nào? Tàu Tập Cận Bình hay là tàu Giang Trạch Dân, hay là tàu Hồ Cẩm Đao? Cảm ơn anh chị Gretchen. Anh chị có còn mang đây để anh nhớ là người Mỹ giàu, tức là người Mỹ cai trị Mỹ đó, bây giờ là người Mỹ gốc Do Thái cả. Chính xác. Hệ thống Fed, hệ thống ngân hàng Fed, ai làm chủ? Và kể cả cái chuyện ngày 9/11, tức là cái câu chuyện 9/11 nó đau thương như thế nào, nó đau đớn như thế nào? Tại sao không có ông Do Thái nào chết cả? Gọi là Do Thái Khazarian. Ở trong cái gọi là những cái tòa nhà như vậy, tại sao cái ngày hôm đó không có anh chàng Do Thái nào cả? Và cái hệ thống ngân hàng, cái hệ thống buôn tiền, dùng cái đồng tiền đô la, dùng cái hệ thống ngân hàng Fed là ai làm chủ? Do Thái cả. Cái thằng Tổng thống Macron, nó ảnh hưởng như thế nào bởi bọn Do Thái? Và ai xây dựng từ một cái thằng 15 tuổi đi cặp với một người cô giáo ba mấy tuổi và gọi là đi đến hôn nhân? Nó có so le hay không? Nó có bình thường hay không? Họ chẳng bình thường thế nào. Chẳng bình thường tí nào. Một thằng nhóc 15 tuổi, mẹ thương ai không thương? Mẹ thương cái bà già, thương gọi là cô giáo của mình, bà già mình ba mấy tuổi đâu. Có chồng, có con. Nó tào lao bi nào. Tức là nó phải xây, cái gì xây dựng tụi nó lên như thế? Nó có phải làm cho chúng ta đặt câu hỏi đó, đó là thằng Macron, một thằng gọi là thằng học trò 15 tuổi đi hú hí với một bà cô giáo ba mấy tuổi để đi đến cái chuyện thành vợ thành chồng và là trở thành tổng thống. Chúng ta cũng cần phải hỏi rằng à, thời gian mà nó làm ngân hàng, ảnh hưởng của nó như thế nào với những cái tổ chức ngân hàng của Rothschild, của Rockefeller, của Rothschild? Ai trả tiền cho nó nhiều nhất? Kể cả cái thằng gọi là thằng thủ tướng nhóc nhóc ngày hôm nay, ba mấy tuổi, 32, 33 tuổi. Gốc của nó là gì? Nó có phải là Do Thái hay không? Do Thái Khazarian hay không? Rồi kể cả là cái thằng nó làm ra gọi là cái cuộc hí trường, đại hí trường về ngày khai mạc, lễ khai mạc Thế vận hội. Nó là người gì? Nó có phải là Do Thái hay không? Tất tần tật chúng nó là Do Thái cả.
Cái câu chuyện của Việt Nam của mình cũng vậy. Cái lực lượng Do Thái đó, nó ảnh hưởng đến cái giai đoạn gọi là năm 1946, giúp cho Hồ Chí Minh cướp được chính quyền gọi là của Việt Nam, là bọn Do Thái đứng ở sau lưng để thúc đẩy thằng Hồ Chí Minh làm ra cái chuyện đó, đem cái nhân lực tàu, đem nhân lực quân sự tàu vào trong cái chuyện đó. Tại sao ở miền Nam không có những cái nghĩa trang gọi là nghĩa trang của lính tàu, ở trong khi miền Bắc của Việt Nam là la liệt những nghĩa trang của lính tàu? Đó là nó từ cái giai đoạn năm 1946 này. Và cái hiệp ước Geneva cũng là một thằng gốc Do Thái đứng đằng sau. Lúc bấy giờ là cái tổ chức tiền thân của New York Order ngày hôm nay là chúng nó thao túng cái hiệp định Geneva 1954 đến cái hiệp định Paris 1973. Thằng Kissinger nó là người gì ảnh hưởng vào để tác tạo ra cái hiệp định Paris 1973? Thằng Kissinger nó đóng vai gì? Và thằng Kissinger nó có phải là người thế lực của người Do Thái hay không? Cho nên cái câu chuyện của Việt Nam, cái đau thương của người Việt Nam, chiến tranh Việt Nam đau thương cho tới ngày hôm nay, cần phải nhìn tác giả chính là bọn Do Thái Khazarian, chứ không phải là Mỹ hay là Nga hay là Tàu, mà là bọn Do Thái. Anh chị Get the Hand, tại sao đa số bộ chính trị Việt Nam và lãnh đạo Việt Nam bây giờ toàn là gốc Tàu, tức là người Việt gốc Tàu? Chu Ngọc Anh là người Tàu. Lê Thanh Hải ở Sài Gòn là gốc Tàu. Và và bác Chan Rừng, tức là Tô Lâm, anh nghĩ như dân phía đông Ukraine nào bây giờ, người Việt gốc Tàu, cai trị Việt Nam. Ông Lê Thanh Hải, tôi không coi ông Lê Thanh Hải là người Tàu, nhưng ông Lê Thanh Hải rõ ràng là ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lực của cánh Giang Biên Hằng, của cánh Giang Trạch Dân. Chỉ có đề cập đến ông Chu Ngọc Anh. Tôi không nghĩ ông Chu Ngọc Anh là dính dáng đến dòng họ Chu Ân Lai, cũng như là cánh của những nhân lực đầu não của Đảng Cộng sản Trung Hoa trong thời gian 7-8 năm vừa qua. Tuy nhiên, cái sự gợi ý của anh chị về ông Chu Ngọc Anh thì tôi nghĩ nó quá rõ ràng, bởi vì là người Việt gọi là thuần ấy, thì không có những cách ứng xử giống như là ông Chu Ngọc Anh. Tôi nghĩ rằng cái câu chuyện của những người như là ông Chu Ngọc Anh hay là ông Lê Thanh Hải đó là một cuộc thanh trừng đã xong. Và cái công đó, nếu gọi là cái công đó, để trong ngoặc kép, cái công đó là ông clone ông làm. Tức là ông Trọng clone đã làm chuyện đó. Nó không phải là ông Trọng thật, đã làm cái chuyện đó để dọn đường cho ngày hôm nay. Bởi vì cái thế lực của Trung Hoa tại Việt Nam trong vòng 10 năm qua đổ về trước, tức là từ 7-8 năm vừa rồi đổ về trước, khoảng 20 năm trước, 30 năm trước, hầu hết là ảnh hưởng cái thế lực của Bạc Hy Lai, ảnh hưởng cái thế lực của Giang Biên Hằng. Và cái sự
lộ ra trong cái bối cảnh vừa qua liên quan đến ông Tập Cận Bình. Ông ấy mời ông Hồ Cẩm Đào rời khỏi cái gọi là cái lễ gọi là lễ trong một cái đại hội rất quan trọng của họ, đó chính thức ông, thay vì ông chặn trước, không, ông để ông kia ngồi lên trên rồi, ngồi lên trên gọi là trên cái hàng danh dự rồi, mới cho nhân lực an ninh mời ông đi ra ngoài trước bao nhiêu bản dân thiên hạ, trước bao nhiêu con mặt, tức là phóng viên, trước bao nhiêu màn ảnh phóng viên quốc tế cũng như là quốc nội. Đây là một cái thái độ dứt khoát của Tập Cận Bình đối với thế lực của Bạc Kỳ Lai, đối với thế lực của Giang Trạch Dân, Giang Biên Hằng lẫn Hồ Cẩm Đào. Và những thành phần như là cánh Trương Mỹ Lan này, là Trương Mỹ Lan là râu ria của cánh Bạc Kỳ Lai ấy. Vâng, chỉ dám nói được đến đó thôi, chỉ biết được đến đó thôi chứ không phải là dám nói, là chỉ được biết được đến đó thôi. Và tôi hy vọng là những điều mà tôi biết được ít hay nhiều nó có khoảng 2% hay 3% là đúng. Anh chị Kesson, anh so sánh tại sao các cường quốc không thể nuốt được Việt Nam, phải không? Nó như Afghanistan, và anh nghĩ Mỹ đã cho Việt Cộng thắng Nam Việt Nam. Cái này lớn quá. Sống Nam Việt Nam như Sài Gòn 1975 thất thủ, như là Kabul, như là ở Kabul năm 2021, Việt Nam 1956-75, Afghanistan 2001 2001 tới 21, sự kiện chiến thắng giống như nhau, Việt Cộng như Taliban bây giờ. Những người ở rừng đi ra cai trị, anh nghĩ nó giống nhau từ lịch sử đến mô hình chính trị liên quan đến Liên bang Xô Viết, USSR và USA và Ukraine, là thuộc địa như Pháp. Vâng, tôi nghĩ là cái câu hỏi này là đã xong hết rồi. Đối với tôi hoàn toàn đồng ý với những cái câu hỏi của chị gọi ra. Nước Mỹ lèo lái, và nước Mỹ là Mỹ nào, đều là những người buôn tiền làm ra những cái câu chuyện, kể cả là của Việt Nam, kể cả là câu chuyện của Kabul, Afghanistan, tất tần tật là anh Do Thái làm ra. Anh Do Thái nhân danh nước Mỹ, mặc cái áo của nước Mỹ để làm ra những cái chuyện này. Và tôi lặp lại nha, đây là những suy nghĩ cá nhân của tôi với những chất lọc, và tôi hy vọng rằng những điều này nó làm cho các anh chị em nghe đó, thì tìm hiểu thêm. Chứ đừng, tôi không làm cái gì để cho các anh tin, các anh chị tin nhé. Nó chỉ là đâu đó là một tiếng nói nó vọng lên, và các anh chị em nên tìm hiểu để tự trả lời cho các anh chị ở những cái suộc khác. Ngày hôm nay nếu tìm hiểu, các anh chị có rất nhiều suộc để tìm hiểu. Tôi nghĩ là cái câu nói này của anh chị Gershen nó làm để chấm dứt cái buổi live stream ngày hôm nay. Tôi rất tâm đắc với cái câu comment của anh chị Gershen. Tức là đệ nhất thế chiến thì nó là một cuộc chiến tranh có thật, nó là một cuộc chiến tranh thật sự. Nhưng cuộc chiến của đệ nhị thế chiến thì nó là một cuộc chiến được dìu dắt bởi Caban, thế lực Caban.
thế giới ngầm. Đối với tôi, đây là nhận định hoàn toàn có cơ sở, hoàn toàn là có căn cứ. Và từ sau cái cuộc chiến gọi là đệ nhị thế chiến, tất cả những cuộc chiến tranh khác, kể cả là chiến tranh Việt Nam, đều là do những người Cabanis làm ra hết. Và đứng đằng sau tận cùng của Cabanis chính là những người Do Thái của 13 dòng họ Khazarians. Xin cảm ơn anh chị Gethen. Và tới đây thôi, ngày hôm nay trao đổi với nhau tới đây thôi. Nhưng cũng xin anh chị Gethen có hỏi thêm thì hỏi in ít thôi, tại tất cả những cái câu hỏi của các anh chị nó làm cho tôi nát đầu. Xin cảm ơn các anh chị.